Hot, Thanh Hà, Phương Uyên sắp chính thức kết hôn, đã gửi thiệp mời. Mới đây, thông tin cặp đôi showbiz Thanh Hà, Phương Uyên sắp kết hôn tại Mỹ khiến mạng xã hội xôn xao. Theo nguồn tin trên Thanh Niên, đám cưới Thanh Hà, Phương Uyên sẽ được tổ chức đơn giản vào giữa tháng 9. Địa điểm tổ chức hôn lễ là thành phố Santa Ana, bang California, Mỹ. Nguồn tin cũng cho biết thêm, hai nhân vật chính đang tất bật chuẩn bị một cách nghiêm túc cho hôn lễ. Nhiều bạn bè của cặp đôi đã được gửi thiệp mời. Rất nhanh chóng, thông tin Thanh Hà, Phương Uyên làm đám cưới nhận được vô số sự quan tâm trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là thông tin mang tính chất hành lang, thực hư ra sao vẫn phải chờ người trong cuộc lên tiếng. Ca sĩ Thanh Hà được khán giả biết đến với chất giọng ngọt ngào và đầy nội lực qua những ca khúc như Sợ Yêu, Cứ Ngỡ, Đừng Chúc Em Hạnh Phúc. Cô bắt đầu qua lại với nhạc sĩ Phương Uyên vào tháng 2 sau khi chia tay bạn trai Roland Kasikinjia. Ngay từ khi vướng tin đồn cặp kè, cặp đôi Thanh Hà và nhạc sĩ Phương Uyên không ngại đăng ảnh tình tứ và dành cho nhau những lời ngọt ngào trên mạng xã hội. Hơn thế nữa, nữ nhạc sĩ còn hỗ trợ người yêu hết mình khi chủ nhân hit Sợ Yêu thực hiện live show cá nhân tại Mỹ và Việt Nam. Phương Uyên và ca sĩ Thanh Hà chính thức xác nhận yêu đương vào dịp Valentine năm 2022 sau một thời gian ngắn vướng tin đồn hẹn hò. Cả hai thường có những tương tác ngọt ngào trên mạng xã hội. Được biết, giọng ca hải ngoại cũng đã ra mắt gia đình nhạc sĩ Phương Uyên. Mặc dù mối quan hệ vấp phải một số bình luận tiêu cực, song Thanh Hà không để bản thân bị ảnh hưởng. Mọi vấn đề đều có nguyên do của nó. Đừng đợi đến khi người ta chết mới nói lời chia buồn. Hãy chúc phúc khi người ta vui. Mọi mối lương duyên trên đời đều đã được vũ trụ an bài, giọng ca Sợ Yêu chia sẻ. Về phía Phương Uyên, nhạc sĩ có vẻ không bận tâm những bình luận tiêu cực, chưa bao giờ lên tiếng phản hồi. Thay vào đó, Phương Uyên tận hưởng cuộc sống bình yên hạnh phúc bên người tình 6X, cũng như tương trợ trong nghệ thuật. Sau khi ra mắt sản phẩm âm nhạc chung cách đây chưa lâu, cả hai mới đây đã chia sẻ loạt ảnh khiến fan đứng ngồi không yên. Theo đó, cặp bài trùng này đăng tải hình ảnh tay ấp má kề ở trời Tây, trông vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Nhạc sĩ Phương Uyên cũng không quên gửi lời cảm ơn đến Thanh Hà trên trang cá nhân. Cảm ơn gió thổi tóc người kế bên, gió giúp mình cảm thấy mình đẹp hơn. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả cũng đã để lại lời khen cho độ ngọt ngào của nhạc sĩ Phương Uyên, đồng thời gửi lời khen cho nhan sắc ngày một thăng hạng của Thanh Hà. Đáng yêu quá, nhìn Thanh Hà, Phương Uyên đẹp đôi quá, tình cảm quá, ngọt ngào quá, nhan sắc chị Thanh Hà như lão hóa ngược vậy. Cách đây chưa lâu, khi xuất hiện trên một sân khấu ca nhạc ở thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hà đã có những trả lòng đáng chú ý về tình yêu. Nữ ca sĩ bày tỏ, Hà luôn khao khát cho mình có một gia đình hạnh phúc và được yêu thương, vỗ về và chăm sóc. Khi có được những điều như vậy, Hà cứ ngỡ là tình yêu, nhưng rất nhanh thôi, Hà đã nhận ra đó là điều Hà chưa bao giờ mong muốn. Hà luôn tự an ủi bản thân mình rằng, ông trời chẳng cho ai tất cả. Thế mà lại ra đi tìm kiếm, nhưng Hà không sai với ai, Hà chỉ sai với bản thân mình. Phương Uyên cũng từng dành lời khen có cánh cho một nửa. Cô nhận xét rằng Thanh Hà hát rất ư là vô đối. Chính vì lẽ đó Phương Uyên không thể đánh giá được mà phải nhờ đến sự trợ giúp của khán giả. Nguyên văn bài đăng của Phương Uyên, đứng trên phương diện là một ca sĩ, tôi thấy cô Thanh Hà hát rất ư là hay vô đối. Đứng trên phương diện là một người chơi guitar, tôi thấy anh Dũng Trần chơi bài này rất ư là tuyệt vời ông mặt trời. Ai mà đánh guitar chắc chắn sẽ phải cover bài này. Đứng trên phương diện là nhạc sĩ thì tôi thấy bài này rất ư là khó nói, khó đánh giá. Tốt nhất là mọi người đánh giá giùm, sẵn tìm giùm tôi trong hình luôn. Đáp lại bài đăng của nhạc sĩ Phương Uyên, ca sĩ Thanh Hà cũng hài hước để lại lời nhắn gửi. Em đánh giá là nhạc sĩ rất cute, bài của nhạc sĩ thì cứ để em hát. Dù chỉ là bài đăng hài hước bình thường, tuy nhiên dân tình đã ngửi được mùi cậu lương trong từng câu chữ.